tận mắt cá dự báo động đất khổng lồ dài gần 5 mét. Theo Sputnik, con cá mã chèo khổng lồ nói trên dài hơn 4,8 mét được nhóm ngư dân phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Chile, gần thành phố Arico. Hình ảnh con cá được chuyển từ tàu lên đất liền bằng cần câu đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Cá mã chèo thường sống ở đáy biển sâu và chỉ di chuyển lên gần mặt nước khi bị ốm, sắp chết hoặc sinh sản. Theo Daily Star, nhiều người cho rằng cá mã chèo có khả năng dự đoán thiên tai, động đất. Niềm tin này không phải là không có cơ sở, vì các loài cá sống ở đáy biển sâu thường nhạy cảm hơn với những tác động của chuyển động đứt gãy so với những loài cá sống ở gần bề mặt biển. Đừng quên follow kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị nhé!